Em sẽ giới thiệu cho anh chị các vật tư để chuẩn bị để làm ra con dấu flash ha. Đầu tiên là mình sẽ có một cái máy khắc dấu flash và một cái bộ kính kẹp đi kèm theo máy nha. Một cái phôi dấu flash, một chai mực dấu flash luôn, và một tờ giấy phim lúc nãy mình in ra, thì mình in bằng cái tờ giấy A4 này nè, và mình cắt nhỏ ra, mình để dành tờ này mình xài tiếp, rồi mình sử dụng cái tờ này thôi. Một tờ giấy bóng này mình mua ngoài nhà sách cũng có bán luôn, thì em cũng mới vừa cắt sẵn ra, rồi mình chỉ cần cắt ra như vậy là được. Rồi tiếp theo thì mình mở cái khay kẹp này ra và mình lấy cái mút ở trong cái con dấu flash, thì mình cho mặt nào vào cũng được nha, mặt trên mặt dưới gì cũng đều được. Rồi cho tấm kính lên, cho tấm giấy kính này lên. Rồi tiếp theo cuối cùng là cái tấm giấy phim này, giấy phim thì anh chị để cân ngay giữa giúp em. Sau khi cân xong rồi mình ép tấm kính lại. Rồi bắt đầu mình cho vào máy. Đây là cái máy flash của bên em. Mình kéo cái khay ra, đặt cái khung kính này vào, cho vào. Nó có cái nút on off nè anh chị, thì anh chị bấm nút mở lên, on lên và bấm start. Bấm một lần thì anh chị chờ tầm 30 giây thì nó sẽ chụp. Đó. Những cái mặt dấu mình đã lớn á, thì anh chị nên chụp mà 2 lần, thì cắt chụp thêm lần thứ 2 thì anh chị bấm vào nút start thêm 1 lần nữa thì nó sẽ chụp. Rồi anh chị đợi thêm 30 giây. Dạ rồi thì anh chị bấm tắt đi, tắt nguồn đi, rồi anh chị kéo cái khay ra. Rồi anh chị mở ra và anh chị lột cái lớp giấy phim ra bỏ nè, lột cái lớp này ra luôn. Đấy, chị là thành quả xong. Rồi bắt đầu mình sẽ lắp vào cái con dấu ha anh chị ha, mình sẽ lắp cái này vào, lắp cái miếng cao su này vào cái con dấu. Rồi bắt đầu mình chấm mực vào để cho nó sạch, thì mình lót một tờ giấy ở bên dưới cho nó khỏi chảy mực xuống bàn ha. Rồi mình mở chảy mực đi, mở chảy mực ra, châm vào. Cách châm mực thì anh chị châm đều vào các cái chữ mà mình đây, anh chị tha đều vào. Rồi các anh chị cứ để như thế này nha, cho nó thấm mực vào tầm cỡ 20 đến 30 phút rồi bắt đầu mình mới sử dụng. Rồi anh chị vui lòng chờ giúp em 20 đến 30 phút nha. Sau khi anh chị đã chờ mực nó thẩm thấu vào con dấu tầm 20 đến 30 phút rồi á, thì nó vẫn còn một số mực thừa, mực dư ra bên ngoài á, anh chị dùng một ít giấy mình lau sạch đi ha. Rồi mình vệ sinh sạch những cái kẽ mực, những cái mình lau sạch ở trong cái con dấu này, nó còn thừa ra. Lúc nãy em châm nhiều quá, châm hơi nhiều thì nó hơi thừa ra, mình lau đi sạch đi là xong. Rồi bắt đầu mình đóng vào giấy để mình test ha. Rất là sắc nét luôn anh chị. Tại vì những cái đầu thì nó đóng nó hơi lem một chút xíu, nhưng mà mình đóng tầm 3-4 cái sau thì nó sẽ rất là đẹp, mực nó thẩm thấu đều. Rồi để em quay gần cho anh chị xem ha. Rồi xin cảm ơn anh chị đã xem video của bên em.